Nhằm đảm bảo sự thông thoáng an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, sáng nay tất cả các đội trạm thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt thực hiện nhiệm vụ trên các tuyến trọng điểm và các điểm trường tổ chức thi, ghi nhận tại khu vực trường trung học phổ thông Hùng Vương, quận 5. Dù thời gian tới trường của các thí sinh trùng giờ cao điểm đi làm, nhưng giao thông vẫn rất thông thoáng và ổn định ở mọi điểm thi. Sự chủ động đồng bộ trong công tác theo dõi, nắm tình hình để điều tiết phân luồng từ xa qua hệ thống camera giám sát và sự kết hợp của các chiến sĩ cảnh sát giao thông trực tiếp tại hiện trường đã đem lại hiệu quả. Các cảnh sát giao thông đứng để đảm bảo trật tự an ninh và giúp em và các thí sinh khác cảm thấy an tâm hơn cho kỳ thi của mình. Em cảm thấy là các chú công an hỗ trợ rất là nhiệt tình, sẽ với lại mấy anh chị có phát thêm nước thì cái đó giống như là nguồn động lực để giúp cho em tí nữa em làm bài tốt hơn. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra trong 2 ngày 28 và 29 tháng 6 với 156 điểm thi chính thức và 6 điểm thi dự phòng. Trong thời gian này, cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện phân làn, phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự. Ngoài ra, để hỗ trợ cho các em thi được tốt hơn, cảnh sát giao thông còn tặng nước và viết miễn phí. Các những điểm thi này đều là những điểm thi lớn, trọng điểm tại những tuyến đường lớn. Thì đoàn thanh niên cũng đã tổ chức điều hòa giao thông tại cổng trường để cho phụ huynh có thể ra vào và an toàn. Công an thành phố còn bố trí cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác bảo mật, an toàn tuyệt đối cho kỳ thi, từ khâu in, sao đề, vận chuyển đến công tác chấm thi, tham gia áp tải, bảo vệ đề thi, bài thi theo đúng quy chế.